Mấy bạn ơi, mấy bạn có để ý là cái nhân vật của Thắng với cả cái nhân vật của Ngọc Anh thì nhân vật của Ngọc Anh da mặt hơi đen so với nhân vật của Thắng không? Đen đâu mà đen, tí nữa em ra ngoài em thay da mặt mới. Thế Ngọc Anh có biết ngày hôm nay hai anh em mình sẽ đi thực hiện thử thách gì không? Đó là đi vào ngôi nhà có những cái đầu to. Đúng luôn, những cái quả đầu khổng lồ kinh dị. Đây này, Ngọc Anh đi theo anh. Cái trò này là hơi bị khó đấy nha. Anh đi đâu là phải đi theo anh, không là bị mấy cái đầu ấy bắt ngay. Ok. Ngọc Anh ra đây, thấy chưa? Ngọc Anh thấy chưa? Ở bên dưới kìa. Đó, mấy cái đầu nha, có cái đầu không có tóc mà có cái đầu cũng có cả tóc luôn. Nhảy xuống đây Ngọc Anh ơi, let's go. Lên trên này, đừng im. Nhớ là phải đi theo sau anh đấy. Cẩn thận, ui, đây này, bên này có một bạn cứ cầm đèn chạy trước ô tô, thế là bị cái đầu kia ăn thịt luôn. Anh Thắng nhớ đó em nhá. Đây, anh đợi đây. Ngọc Anh nhảy xuống nha. Let's go. Đấy rồi. Đi theo anh. Ui. Chạy. Ở sau dưới này. Anh đã bảo là Ngọc Anh đi theo anh rồi. Lại còn vừa mới nhảy xuống thôi mà đã bị bọn nó bắt rồi. Không kịp. Ui. Nhìn lên. Anh đang đứng ở đây rồi. Ui. Đừng. Nó bắt anh như mình kìa. Chạy đi. Ui. Ôi anh Thắng. Ôi. Ngọc Anh chạy nhanh lên Ngọc Anh ơi. Chạy nhanh lên. Đâu rồi. Đang ở đâu rồi đây? Đây, anh nữa đây, anh nữa. Đừng có hoảng, cứ chạy liên tục thôi. Họ là nó bắt đấy. Đâu rồi, Ngọc Anh ở đâu rồi? Em bị nó bắt rồi. Thế là phải cẩn thận. Bên này. Đi theo anh nha. Nhảy một phát là xuống đường này luôn. Let's go. Bên này. Ô không phải, đừng cú rồi. Bên này, chạy tránh nó ra Ngọc ơi. Nhảy lên, vừa chạy vừa nhảy. Rồi, bị nó bắt rồi. Thôi, lại phải đợi Ngọc Anh rồi mấy bạn ơi. Chán quá đi. Em vẫn đang đuổi. Ngọc Anh phải vừa chạy này, vừa nhảy này thì mới được. Đừng cút. Đấy, bảo đi theo anh xong bắt đầu lại cứ đi một mình một đường. Đây này, anh cứ đi bình thường có bị bọn nó bắt đâu. Ngọc Anh vừa chạy vừa nhảy cho anh. Đâu rồi, ra đi chưa đây chưa đấy anh đợi. Anh, anh bị nó bắt rồi. Ngọc Anh lại vào bên tay phải đi Ngọc Anh ơi. Bọn nó đang đuổi anh rồi, bọn nó không bắt đâu. Được chưa, chưa đi chưa? Đây này, anh lên trên này rồi. Uầy, bây giờ Thắng phải nhảy xuống để cứu Ngọc Anh thôi. Ngọc Anh đang ở chỗ nào đây? Em ở đang đoạn đầu ấy. Đâu, đây. Vào trong này. Rẽ sang bên phải. Rồi ơi, bọn nó cứ đuổi theo anh rồi. Ui, đâu rồi Ngọc Anh ơi? Rẽ phải đi. Đây rồi. Ui. Cuối cùng thì Ngọc Anh cũng đã lên tới đây. Mất thời gian quá Ngọc Anh ơi. Bây giờ là nhảy xuống này, đi bên trái bên phải đây, đi bên phải đi. Xuống. Ui, nhảy lên. Đi theo anh đi. Ui, lại bị nó bắt rồi. Ngọc Anh bị bắt nhiều quá. Thế nên là bây giờ Ngọc Anh đã bị biến thành cái tên Loop rồi. Ngọc Anh Loop đi xuống đây, nhìn thấy chưa? Ở dưới này là có quả đầu kìa. Ngọc Anh chạy thẳng từ bên này sang bên kia cho anh. Chạy đi. Xuống rồi. Lao. Ồ, cái đầu này nó bị mắc kẹt rồi. Nên là nó không đuổi được anh em mình đâu. Lên đây. Rồi, chỗ này nó mới khó đây này. Ngọc Anh đi xuống đi. Anh làm mẫu một lần cho mà xem. Wow, nó đuổi anh. Ui, nó đuổi anh mà. Ui, đây rồi. Ngọc Anh đã trở lại cái hình ban đầu rồi. Đây nha, bây giờ là anh sẽ đi xuống đây, anh giữ nó, xong bắt đầu là Ngọc Anh đi theo sau anh, biết chưa? Ok. Nào, thấy chưa? Nó đuổi. Ui, ui. À, dễ lắm. Ngọc Anh chỉ cần nhảy lên đầu nó là xong rồi. Đây này, anh sang được bên này rồi. Đi xuống đi. Nhảy lên đầu của nó, thấy chưa? Đấy, nhảy lên đầu cái tên chọc kia. Đó, sang bên này luôn. Nhảy lên đây đi. En. Lên nào. Ok luôn. Trước mặt này có một cái rương này. Để anh xem có kho báu. Kho báu? Ui, không phải là kho báu đâu. Người ta trộn đấy, đừng có đi vào đấy. Đi vào đấy lại bị kéo vào mồm của nó ngay. Ồ khoan á. Ui, lại bị trở về cái màn cũ rồi. Thôi anh xuống này. Nhảy lên đầu nó này, thấy chưa? Là không bao giờ nó bắt được luôn. Đời. Ê, lên trên này rồi. Lên thôi. Khéo nha, đừng có đi vào cái kho báu đấy. Bên này Ngọc Anh ơi. Ui, nhìn thấy ở bên dưới có gì chưa? Có cái đầu đấy, đừng có nhảy xuống nha. Nhảy sang bên này này. Bên này nữa này. Theo anh. Hay quá, giỏi quá. Bên này nữa này. Ui. Đừng. Ngọc Anh đi qua cái cây cầu dài đấy, xong rồi nhảy sang cái bên này nhanh luôn này. Chuẩn bị nha, đi vào đi. Cố lên nhảy sang. Đó. Đợi cây cầu nó hồi sinh đã. Rồi. Ui, bên này. Ui. Em qua đến nơi rồi. Hay đấy, thế thì anh sẽ qua luôn. Đợi cây cầu hồi sinh đã, ok. Bên này Ngọc Anh ơi, đây này, anh bảo này, đến cái đoạn này á, phải nhảy này. Xong rồi nhảy luôn, thấy chưa? Nhìn anh mà học, đừng có đứng đấy. Ở đấy. Nhảy luôn. Đó, nhảy luôn. Ui, sao lại nhảy nhanh thế, phải chạy một đoạn đi nhảy chứ. Lại phải chơi lại từ đầu rồi. Đây là cánh cửa giai đoạn thứ hai. Đúng luôn, mấy cái đoạn vừa rồi là anh em mình đang ở giai đoạn thứ nhất.
nó hơi cứ khó. Mà bây giờ sang cái giai đoạn thứ hai chắc là nó sẽ có ích đôi luôn. Thôi đi Ngọc Anh ơi, vào đi thôi. Uầy, anh Thắng ơi, đang ở đâu đây? Anh cũng không biết luôn, đang ở cái trong phòng gỗ này. Ở đây có cái cánh cửa này, anh vừa thấy một tên Roblox đi qua đây xong. Đi thôi Ngọc Anh ơi, để anh vào trước cho. Đấy. Ui, bên này, nhanh nó đuổi này. Đi thẳng theo anh. Bên này, đây rồi. Đây có cửa. Có một cái cửa này, xăm này luôn. Đây này, Ngọc Anh ơi, ở bên dưới có cái mũi tên này. Ui, đừng. Ui, bị nó bắt rồi. Đến cái đoạn đấy là phải phanh lại nha. Phải đi vào cái chỗ mà cánh cửa bên tay trái luôn. Đâu rồi, bên này. Lui. Được rồi, Ngọc Anh qua được rồi. Chỉ còn mỗi anh là không qua thôi. Bây giờ cái khuôn mặt kia nó cứ đuổi Ngọc Anh kìa. Rồi, thằng kia đi ra đi để mình còn qua. Ê, nó mất dạy thật mấy bạn ơi. À đây, nó biến mất rồi. Đấy nha, chuẩn bị này. Ngọc Anh chuẩn bị rẽ sang bên tay trái luôn đi. Trái, cửa nút trái Ngọc Anh ơi. Đây. Đấy, thành công luôn. Bên này. Bên này cũng nút trái luôn nha. Nhảy vào phát là ấn nút trái luôn. Được chưa? Okay. Let's go, bên này. Rồi, qua luôn. Đó, thành công. Đây. Ui, bên này thế. Xuống là ấn nút trái luôn Ngọc Anh. Ui, bị nó bắt rồi. Bọn này nó đứng nhiều đấy nhở. Trôi thẳng sang bên này. Rồi, bên này. Hay lắm. Bên này nữa. Bên này. Ui. Trời ơi. Ok, sang được bên này rồi. Ngọc Anh, anh biết rồi. Ngọc Anh đi, anh chỉ cho. À, đây rồi Ngọc Anh ơi, đây rồi. Chạm vào đây để lưu màn này. Bây giờ mà bị ngã hay bị làm sao thì không phải chết lại từ đầu đâu. Sang bên này. Ui. Tự nhiên nó ở đâu ra nó bắt anh em mình. Ngọc Anh đi đâu rồi thế, chả đợi gì. Em qua rồi. Ui, đã qua rồi mà bây giờ anh vừa mới qua luôn. Đây, Ngọc Anh sang bên này chưa? Chưa. Well, thế mà cũng đuổi qua. Đó, thắng đi sau nhưng mà thằng an toàn hơn. Thằng ở bên này rồi. Ui, Ngọc Anh vẫn đang ở cái chỗ cũ kìa. Nhảy lên, anh đứng ở bên này đợi. Thấy chưa, cái bạn này cùi như này còn sang được bên này luôn kìa. Cố lên. Một bước nữa, rồi. Mà anh lên đây. Nhớ phải chạm vào cái ô vuông màu trắng kia. Ui, đằng sau cái cánh cửa này lại là một cái quả đầu khổng lồ. Nó to gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần. Ê, Ngọc Anh đâu rồi? Sao mà trèo mãi không lên đấy? Đây này, lại trèo lên đây này. Phát, đây là leo cầu thang 1000 bậc này. Đừng có để rớt xuống nhá. Ê, Ngọc Anh lại đâu rồi? Đây, lên đây. Thấy chưa? Thấy cái bạn mà mặc áo xanh xanh này chưa? Đó, người ta nhảy giỏi chưa? Rồi, cố lên. Nhảy lên. Đó, lên. Ôi, trên này đi. Ui, ở bên dưới nó bị rơi kìa. Nhanh lên. Rơi rồi. Nhanh lên. Wow. Bắt rồi. Ui, ở chỗ này là không đứng được này, bị rơi. Ui, quay. Nhưng mà chưa được. Quay thêm một vòng nữa thì thắng mới nhảy được lên. Chuẩn bị nhảy này. Đã sang bên này rồi. Khéo nha. Wow, tí nữa là thắng bị rớt xuống đây. Rồi bây giờ thắng sẽ sang giúp Ngọc Anh. Tí nữa là bị rớt xuống luôn. Rồi, nhảy lên cái cầu thang con này. Bên này. Đây, chỗ này nó mới khó luôn. Rồi, qua cái mặt được rồi. Hay quá. Lên bên này. Bên này. Ui. Ui giời, còn một bậc nữa. Cái đấy là tại Ngọc Anh không cầu vũ. Sao mày luôn thế? May mà có anh Thắng không thì không biết bao giờ mình mới qua được cái bàn. Nhọc. Bên này. Nhìn này, ông chủ hình như là cái cánh cửa cuối cùng hay sao. Đi thôi Ngọc Anh ơi, bên này. Ui, nhìn này. Đây mới là ông chủ, là con bốt này. Ngọc Anh xuống đi. Cái màn này là hơi bị nguy hiểm này. Nhưng mà sao người ta không cho súng à? À đây rồi, em có súng ở trong tay rồi. Anh bị bắt xuống dưới này rồi. Xuống đi Ngọc Anh ơi, xuống đi. Ui, xuống chưa? Ngọc Anh xuống chưa thế? Để anh một mình này, xuống đây đi. Em xuống rồi. Ê, Ngọc Anh xuống nhưng mà Thắng không thấy Ngọc Anh ở đâu. Ê, bị bắt rồi. Hình như là mỗi người sẽ có một con bốt riêng hay sao ấy. Đúng rồi, mấy bạn ơi, kìa, thấy Ngọc Anh ở bên gì kia rồi. Đó, bắn luôn. Nhưng mà nhảy xuống đây là chỉ có một mình Thắng mà thôi. Ui, lại bị bắt rồi. Đến cái màn này là thân của ai, người đấy nó. Bắn nè. Ui, thấy rồi. Vừa thấy Ngọc Anh bị bắn luôn. Nè. Bắn nè. Ui, nó đập một cái rồi là mình nghẹo luôn kìa. Đây rồi, nhìn thấy Ngọc Anh rồi. Đi xuống đây Ngọc Anh ơi. Bắn nó này. Ui. Nó còn một chút nữa thôi là ta sẽ tiêu diệt được nó luôn. Nè, vào đây. Hay quá. Vào đây. Ui, bên này. Bắn nó. Ngọc ơi, bắn nó. Mày này. Yeah. Thắng
đã tiêu diệt được cái con bot bên thắng rồi. Nhưng mà Ngọc Anh vẫn chưa tiêu diệt được cái con bot bên Ngọc Anh. Ui, vẫn chưa hết đâu, vẫn còn một cái đầu có chân, có tay, cơ bắp cuồn cuộn nữa anh Thắng ạ. Anh nhìn thấy rồi, bắn nó. Ui, còn chưa cả kịp nhảy vào nó đã bắn anh rồi. Đợi anh, đợi anh, đợi anh. Ngọc Anh bắn đi. Bắn nó, ui, nó nhảy lên này, bắn này, bắn này. Wow, cứu tôi. Ui, chạm một cái vào chân của nó thôi là nghẹo luôn kìa. Đây này, đây này, đây này, tránh xa ra Ngọc ơi. Cứu, cứu, cứu. Ui, 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 ui. Ui, con này nó mạnh thực sự luôn. Ui, what? Ui, nó cũng lăn bolo luôn kìa. Ui, để em, để em, để em. Bắn nó, ngoài bắn nó nhảy kìa. Hay quá, hay quá. Nó không bắn anh rồi, anh cứ đứng ở ngoài anh bắn nó thôi. Rồi, nó còn một tí máu kìa. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Một chút xíu nữa thôi. Bắn nó. Đó, 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 rồi. Ui, 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 hay quá, nó đã bị tan xác rồi. Để xem là nó có hợp thể hay biến hình được gì nữa không. Ui, anh Thắng ơi, nó vẫn còn sống, nó biến thành hai cái tay khổng lồ rồi. Đúng rồi, wow. Một cái quả đầu và hai cái tay. Ngọc Anh bắn nó đi, Ngọc Anh bắn nó đi như nên. Từ lên giờ chưa bắn được bọn nó chết. Ui, ui, lần này mấy con bot trùng cuối này nó trâu lắm. Đâu rồi, Ngọc Anh đâu rồi, bắn nó đi, nó đang bắt anh này. Ui, nó phóng ra rất là nhiều cái đầu luôn. Ui, nhìn lên nó ra nhiều đầu lắm. Bắn nó, bắn nó. Ở trên này không bắn được nó đâu. What not? Ui. Ui 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 ui. Cái cánh tay của nó còn cần di chuyển mà lúc này. Ui 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 ui. Nó bắt tu, nó bắt tu, nó bắt thắng. Bắn nè, bắn nè, bắn nè. Nó chết rồi. Chết. Nó chết rồi. Yeah. Win rồi, win rồi. Từ từ. Thế là nhưng mà đợi xem à. Thắng rồi còn gì nữa. Ok, thắng luôn rồi. Lần này thắng thật luôn nè. Hay quá đi. Tiêu diệt tận 3 lần bốt thì mới thắng được nè. Sao Ngọc Anh lại đứng trên cao này? À không phải, cứ tưởng là người ta xếp top 1, top 2, top 3 cơ. Được rồi, bây giờ bọn mình đã. Gì cơ? Mình phải tiêu diệt mấy con này sao ấy? Không, mấy con đấy là bạn mình ấy, bây giờ nó không thể làm hại mình đâu. Bọn mình đã ở nơi an toàn rồi. Hay có các bạn ơi, hôm nay mình với anh Thắng đã tiêu diệt được 3 con bot khổng lồ luôn. Nhưng mà có thấy Ngọc Anh bắn đâu, toàn là anh bắn thôi. Cả 3 lần anh đều tiêu diệt được 3 con bot đấy, cơ nên Ngọc Anh cứ dương là nó bị nghèo rồi. Tại em đen thôi, đang nào chúng nó chả chết rồi thôi. Ok, cái thử thách ngày hôm nay là bọn đã hoàn thành rồi. Và bây giờ Thắng sẽ kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.